Phong thủy MC xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Trước mặt chúng ta đây thì như quý vị thấy nè, 1, 2, 3 đơn nè. 3 đơn hả quý vị ha? 4 đơn, 5 đơn, 6 đơn, 7 đơn, 8 đơn, 9 đơn hàng. 9 đơn hàng với lại 2 đơn sữa nữa là 11 đơn. Và tổng cộng là hơn hàng chục sản phẩm hả quý vị ha? 11 đơn chứ không phải là 11 sản phẩm đâu. 11 đơn cho hơn hàng chục sản phẩm, hơn 11 sản phẩm hả quý vị ha. Thì bây giờ MZ sẽ cùng quý vị để chúng ta trải nghiệm về những cái trang sức của chúng ta vừa hoàn thiện hả quý vị ha. Thì căn bản như quý vị thấy đó, thì bên MZ thì cách đây cỡ tuần không năm, chưa tới tuần đúng không quý vị? Chưa đến tuần nhưng mà MZ vẫn ra hàng loạt sản phẩm rất là chất lượng hả quý vị ha. Và rất là chỉnh chu, đá quý vị yêu cầu thì có giấy giám định. Chứ còn mà trang sức thì hoàn toàn là có giấy phổ quang, đo quang phổ để đo cái nồng, đo cái tuổi vàng hả quý vị ha. Và thành phần vàng là bao nhiêu phần trăm trong một cái món trang sức, rất là công khai minh bạch. Còn về đá thì trời ơi, quý vị cũng thấy rồi, MG ha, hoàn toàn là đá thiên nhiên. Rồi bây giờ mời quý vị cùng MG chúng ta xem qua những cái sản phẩm của chúng ta ha quý vị ha. Để biết đâu chúng ta sẽ có được những cái ý tưởng để lên một cái món trang sức, sở hữu một cái món trang sức phong thủy để nó hỗ trợ cho cái cuộc sống xung quanh ta ha quý vị ha. May mắn, điều đó thì ai cũng cần, kể cả MG nữa. Nhưng mà cái LG cần nhất đó là cái niềm vui mà LG mang đến những cái niềm may cho quý vị ha. Rồi thì mời quý vị chúng ta cùng xem qua những cái trang sức của chúng ta. LG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy, với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, đầu tiên thì chúng ta đến với cái chiếc nhẫn đúc hả quý vị ha. Và chiếc nhẫn đúc này thì của anh Quang. Thì như quý vị thấy đây, chiếc nhẫn đúc của một bạn sinh năm 1987 ha. 1987. Và như quý vị thấy thì vài phần vàng thì khỏi nói quý vị ha, nặng lắm, khá là nặng từ những đúc mà. Độ bóng thì khỏi chê luôn quý vị ạ. Nhẫn này thì em không có gì để nói nhiều quý vị ha. Căn bản là khi mà một cái chiếc nhẫn trang sức mà nó không có đá thì kiến thức nó không có ùa về trong đầu em. Nên thành ra em không biết nói gì về cái chiếc nhẫn này. Thì đầu tiên thì trong những cái sản phẩm của chúng ta thì chỉ có chiếc nhẫn này là không có đá, nên thành ra là em quay đầu tiên. Và điều đặc biệt ở chiếc nhẫn này nó là, như quý vị thấy là để là 15,34 carat đúng không? Và thành phần vàng là AU nè, là thành phần vàng là 63,91%. Thì quý vị cũng biết rằng là ở ngoài tiệm vàng người ta bảo là vàng 18. Có một số nơi bảo là vàng 18 nhưng mà thành phần vàng chỉ là 61% thôi. Hay còn gọi là, em riêng gọi là vàng 16 ấy. Thì ở đây là 610 là vàng 16 rồi, mà trong khi ở đây chúng ta là 63.9, tức là nó lên tới hai lai quý vị ha. Cái này thì hơi thiệt thòi cho tiệm vàng, hơi thiệt thòi cho bên Kim Hoàng. Và hóa đơn của cái chiếc nhẫn này thì cũng đã có hả quý vị ha. Giá như vậy mà lấy giá vàng của 16 là vẫn lỗ cho Kim Hoàng. Tội anh em. Rồi ok, chúng ta qua đến sản phẩm khác quý vị ơi. Với những cái sản phẩm mà có những viên đá khá là đẹp quý vị ha. Rồi của anh Quang nè. Cho qua. Những này thì không có đá nên thành ra là em không biết khai vận bằng cái đường nào. Không biết khai vận bằng cách nào. Vì hầu như là trang sức của chúng ta khai vận để giúp cho người tiêu dùng, người dùng phong thủy sẽ có may mắn tốt nhất hả vậy ha.
Nên thành ra là quý vị thấy tại sao mà đơn hàng bên em thì cứ thế mà dày đặc. Căn bản là họ cảm nhận được, những khách hàng của chúng ta cảm nhận được cái may mắn trong cuộc sống và giảm đi những cái xui rủi của họ. Chính xác là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta qua đến với trang sức khác ha quý vị ha. Tiếp theo thì chúng ta có một cái chiếc nhẫn vàng, vàng 14K ha quý vị ha. Và đá chủ là Garnet Horolay. Thì với cái dòng đá Garnet Horolay này thì quý vị có thể thấy nó có cái màu đỏ tương tự như cái dòng ruby ha quý vị ha. Ruby mà có nước cơm nước cháo vậy. Đó. Và về độ bóng của vàng thì như quý vị thấy là bóng mướt ha. Và chi tiết thì sắc sảo nè. Đó. Và hôm nay chúng ta có khá là nhiều những cái món trang sức đá thiên nhiên nên thành ra là có thể là LNG lên video hơi vội vàng hả vậy ha. Nên thành ra là chúng ta không xem được tận tình chi tiết thì mong quý vị thông cảm ha. Thì căn bản là bây giờ cũng quá trễ rồi. 8-9 giờ rồi mà LNG chưa ăn nên hơi đói quý vị à. Viên đá khá là đẹp, món trang sức cũng khá là sang trọng hả vậy ha. Đó, cũng toàn luôn. Quá đẹp. Rồi, đây là giấy vàng của cái món trang sức của chúng ta đây. Giấy này là giấy đo quang phổ. Thì AU là vàng này hả quý vị ha. Cái chiếc nhẫn của chúng ta là 58,33% là vàng. Và đây là vàng 14K quý vị ha, hợp lại. Chờ qua. Chúng ta đến với sản phẩm khác quý vị ạ. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái nhẫn vàng ha quý vị ha. Nhẫn vàng này thì của khách hàng qua bên LNG chọn đá. Và cũng cái nhẫn này cũng bị lố luôn Nam ơi. 63 luôn nè. Trời, chết kiếm hàng của tôi rồi. Vâng, thì như quý vị thấy là bên LNG hả quý vị ha. Chiếc nhẫn này là vàng thường là vàng 16, tức là AU của nó sẽ là 610, 61% là vàng. Hoặc là 750 là vàng 18 hả quý vị ha, là 75% là vàng. Nhưng mà thường thường là 610 họ vẫn gọi là vàng 18 ở một số kim hoàn hả quý vị ha. Thì ở đây chúng ta là 63%. 63,16% là vàng. Thì cái nhẫn này của một anh khách đến LNG chọn lựa một viên đá hả vậy ha, và nhờ đúc ra lại cái nhẫn của anh để mà lên cái viên sapphire vàng của anh. Thì như quý vị thấy trước mắt chúng ta, viên sapphire vàng to đùng bự chảng như thế này. Hàng này là hàng nhiệt hả quý vị ha, hàng nhiệt. Tại vì đáng lý ra là LNG cũng không có chia sẻ viên đá này hàng bị xử lý hay này nọ kia. Thì căn bản đó là cái bảo mật của bên khách hàng thì họ sẽ đeo. Nhưng mà vấn đề là do có một số khách hàng bên LNG á cũng cần hàng sapphire vàng to, nó thành ra là LNG không có muốn có sự nhầm lẫn ở đây hả quý vị ha. Thì trang sức lên thì quý vị có thể thấy rất là gắt nè. Đó. Đẹp không tì vết luôn. Rồi chúng ta qua với trang sức khác quý vị ạ. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn nữa. Chiếc nhẫn này thì của bạn Anh Thư hả quý vị ha. Thì anh Thư đã đặt ở chúng ta rất là nhiều những cái mẫu trang sức, cũng như là những cái trang sức đá phong thủy, cũng như là những cái mẫu trang sức đá quý, đá thiên nhiên hả quý vị ha. Thì ở đây chiếc nhẫn của chúng ta là vàng 10 và 14K. Và đá chủ là Garnet Horolay màu đỏ. Khá là rực lửa hả quý vị ha. Thì như quý vị thấy là trang sức bên chúng ta nè. Để em chùi cái hả quý vị ha. Đây. Một cái chiếc nhẫn mà như quý vị thấy đây. Từ đá tấm cho đến đá chủ ha. Rất là gắt và rất là rực lửa luôn. Đó. Vàng thì bóng loáng và mịn mứt hả quý vị ha. Đó. Chiếc nhẫn thì đẹp không còn gì để mà bàn cãi luôn hả quý vị ha. Khá là đẹp luôn. Lửa thì quý vị có thể thấy là ở giữa
cái viên đá ở giữa chúng ta nè, nó sẽ có một cái bông lửa đỏ ở giữa, và xung quanh cái riềng viên đá cũng có luôn hả vậy ha, khá là đẹp luôn. Cũng to lên cho quý vị xem luôn nè. Rất là chất hả quý vị ha. Và đây là giấy phủ quang của cái chiếc nhẫn của chúng ta. 14.20 hả quý vị ha. Thì bên chúng ta luôn luôn. Hồi nãy thì hai cái chiếc nhẫn lố tới 2 like. Còn này lố 0.2 hả quý vị ha. Luôn luôn là dư vàng. Thì nói chung là vàng dư một xíu thì để cho vàng nó sáng hơn. Và cái chiếc nhẫn của quý vị ít ra là quý vị vẫn còn vui vẻ trong phong thủy, có một cái món trang sức may mắn, đá thiên nhiên kèm với lại vàng đầy đủ tuổi quý vị ha. Bởi vì căn bản chỉ cần hạ ví dụ như ăn nhẹ của quý vị 2 like, ăn nhẹ 2 like rớt xuống còn 57% quý vị ha. Cứ 2% dồn lại thì sẽ được rất là nhiều chiếc nhẫn. Thì ở đây LNG là chơi rất là công khai minh bạch với quý vị. Và cứ từng ít dư ra như thế này cũng khá là nhiều hả quý vị ha. Rồi chúng ta qua đến với trang sức khác quý vị ạ. Và điều mà tuyệt vời nhất ở LNG là thứ nhất, đá và trang sức đều được bảo dưỡng trọn đời. Và kèm theo đó là khai vận phong thủy cho quý vị ha. Để mang đến niềm may mắn sớm nhất và tốt nhất. Và kèm theo đó là cái những cái trách nhiệm rồi cái cạnh tranh về giá cả nữa. Vâng, căn bản là quý vị thấy là LNG không lên giá, không phải là gì cả. Vì LNG cung cấp sỉ và lẻ hả quý vị ha. Vì chúng ta chế tác từ những viên đá từ bãi khai thác về. Nếu như mà quý vị lo lắng về đá là thua, lo lắng về phong thủy cũng thua luôn hả quý vị ha. Như em đổi rồi thì sao, em làm video hết chán chán. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái mẫu vàng trắng 18K hả quý vị ha. Vàng trắng 18K. Và viên đá của chúng ta thì nó khá là đẹp và khá là trong suốt hả quý vị ha. Nó thành ra là chúng ta cần phải hạ đèn. Bởi vì viên đá của chúng ta nó dạng như không màu. Nó thành ra là chúng ta mà lên đèn thì chúng ta sẽ không có thấy được rõ hơn về cái viên đá của chúng ta. Như quý vị thấy là một viên đá trắng khá là tuyệt vời hả quý vị ha. Đó, lửa lanh luôn. Và khi mà chúng ta lên trang sức thì như quý vị thấy nè. Đó. Dù ở bất cứ góc độ nào thì cái viên đá của chúng ta nó cũng là một cái điểm nhấn khá là mạnh, khá là tuyệt vời. Dành cho tất cả các chị mà chúng ta đeo trên tay hả quý vị ha. Từng cái vuốt tóc hay là từng cái cử chỉ như là chúng ta cầm ly nước rồi nọ thì nó có một cái điểm nhấn khá là sang, khá là dễ thương và cuốn hút hả quý vị ha. Đây, anh xin phép phóng to hả quý vị ha. Đó, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được từng cái chấu rồi cho đến cái vành đai của nhẫn rồi cho đến hộp đá luôn hả quý vị ha. Đó, rất là gắt, hơi bự rồi đó, hơi bự, hơi bể rồi đó, hơi bể nét rồi đó. Vâng, thì đây là một cái chiếc nhẫn khá là tuyệt vời. Bên ngoài thì nhìn đẹp hơn hả quý vị ha, bên ngoài nhìn đẹp hơn, trên này nhìn cũng chưa đủ phê đâu. Thì ở trên video này quý cô quý chị ha, nếu mà chúng ta thích thì chúng ta có thể sở hữu một cái chiếc nhẫn như thế này, không kém phần sang chảnh hả quý vị ha, để chúng ta có thể là làm đẹp. Là con gái là phải điệu, điệu mới có nhiều người yêu quý vị ạ. Đó. À. Cầm ly nước hay là cầm cái gì nhìn nó cũng sang hết quý vị ạ. À. Rất là sang. Rất là sáng luôn. Bây giờ mà tăng đèn lên nữa là quý vị không thấy gì luôn nè. Đó, chói lóa. Con tim mù là với viên đá chói lóa. Rồi, chúng ta qua đến với giấy của cái viên đá này hả quý vị ha. Đây là giấy đo quang phổ của chiếc nhẫn của chúng ta. Thành phần là
AU thành phần vàng là 75,26% hả vậy ha. Chứng nhận của chúng ta là vàng 18K nè, 75,26% là vàng. Rồi ok, chúng ta qua, chúng ta đến với sản phẩm khác quý vị ạ. Còn rất là nhiều những cái sản phẩm như thế này và những cái mẫu khác nhau hả vậy ha. Mong là quý vị sẽ thích và sẽ chọn lựa cho mình những cái mẫu ok. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn vàng đá chủ là sapphire hả vậy ha. Đá chủ là sapphire. Thì như quý vị thấy là nó có một cái nước sinh dương bên trong. Đó, khá là dày đặc luôn. Hàng này thì xuất thân của nó là hàng gia nghĩa. Và căn bản thì như quý vị cũng biết rằng là em cũng đã chia sẻ với quý vị nhiều rồi. Hàng gia nghĩa hiện tại bây giờ á, trữ lượng rất là thấp, hàng rất là hiếm. Nhưng mà được cái là hàng xanh thì xanh tới công chuyện luôn hả quý vị ha. Đó. Nước xanh rất là đậm đặc. Và trong phong thủy thì như quý vị cũng biết rằng là màu đen là tượng trưng cho nước mạnh. Kế đến là màu xanh dương và màu xanh lam. Thì cái viên đá sapphire này thì như quý vị thấy là nó sở hữu được những cái tố chất trong phong thủy của mệnh thủy quý vị ha. Và mệnh mộc thì cũng ok nữa. Dòng đá sapphire thì độ cứng của nó là 9. Nó chỉ đứng sau kim cương thôi quý vị ha. Và ngoài kim cương ra thì trong môi trường xung quanh không có dòng đá nào mà làm ảnh hưởng được đến nó hết vậy ha, hay là làm cho nó chảy xước, trừ đồng loại của nó như là ruby và sapphire, những cái dòng đá mà đồng độ cứng với ẻm ha. Và đây là giấy giấy vàng của giấy đo phủ quang của chiếc nhẫn vàng của chúng ta, vàng 14K hết vậy ha, với thành phần vàng là 58,73% là vàng, khá là ok. Nhẫn này thì các món trang sức này thì lát nữa và ngày mai em sẽ coi canh giờ để mà khai vận cho phù hợp với người dùng hả vậy ha, người dùng phong thủy. Ok, xong mấy món rồi ta. Vâng, tiếp theo thì chúng ta đến với một cái tượng Phật A Di Đà, chất liệu là đá sapphire phan thiết hả vậy ha, và được bọc vàng vàng 10K, vàng gold 10K. Thì như quý vị thấy là tượng Phật của chúng ta nè, tuy là không to nhưng mà cái chữ vàng á, cái chữ vàng ngay trước lồng ngực của ngài A Di Đà quý vị ha, thì quý vị có thể thấy là khá là sắc sảo và chi tiết ha, từ tà áo cho đến tóc, mắt, mũi, miệng đồ này nọ hết vậy ha, rất là chuẩn chỉnh luôn. Và đây là giấy vàng của tượng A Di Đà ha, tượng Phật A Di Đà do khách hàng bên chúng ta thỉnh. Thành phần vàng là 42,16%. 42,16% hết vậy ha. Vàng 12 vàng 10K. Đó, quá tuyệt vời. Gói lại. Rồi chúng ta qua đến một số trang sức nữa quý vị ạ. À, quý vị có thể thấy là vàng, từ vàng cho đến móc nè, khoen nè, cho đến cái đài sen bên dưới khá là chi tiết quý vị ha, khá là sắc nét, khá là chi tiết luôn, đẹp, nói chung là đẹp. Tượng chỉ là một phần thôi, khi mà lên trang sức lại là một phần khác nữa quý vị ạ. À, nhìn sẽ khác hẳn đi. Cho qua cái mặt Phật A Di Đà. Bây giờ chúng ta đến Lộc Lê, đứa em của tôi. Đây là một em trai cũng rất là mến LNG, đồng hành cùng LNG và ủng hộ LNG hả quý vị ha. Đây là giấy kiểm định của viên đá mà Lộc Lê đã chốt bên LNG. Wow, chất như quả gất hả quý vị ha. Viên si chin nè, viên si chin đã được giám định nè. Trời ơi. Quý vị có thể thấy là cái dòng garnet tím hả quý vị ha. Garnet tím được bên kim hoàng của chúng ta đính lên nè.
Cái chiếc nhẫn này thì full set đá thiên nhiên hả vậy ha, gồm có garnet tím tượng trưng cho lửa và viên đá chủ tượng trưng cho thổ, hỏa sinh thổ hả vậy ha, khá là thú vị. Mà công nhận điều thú vị hơn là kim hoàng của em chơi cũng hay lắm. Chơi ba viên tím bên này, sọt dưa vô viên dạng như là cam cam khác màu nè quý vị. Đó. Và lỡ lỡ không đồng điệu rồi, chơi bên kia cũng không đồng điệu y chang luôn nè. Đó. U là trời. Không mà thú vị. Vâng, thì nói về những cái dòng đá tấm thiên nhiên này thì bên LNG có rất là nhiều quý vị ha, và rất là chuẩn chỉnh luôn, không phải hàng lâu game, hàng tấm thiên nhiên, nên thành ra là màu nó sẽ không có đồng điệu đâu. Mặc dù là form dáng rồi mài rất là đồng điệu nhưng mà màu nó sẽ không đồng điệu. Này làm sao để cho quý vị thấy rõ được những cái viên tấm đẹp thiệt đẹp của chúng ta ta. Đây, đây là những viên tấm thiên nhiên nữa quý vị thấy nè. Đó, khá là đẹp ha. Chù chai viên đá chủ, trời ơi. Rồi, chúng ta qua đến chưa có giấy vàng. Qua hoài. À này, hóa đơn. Đây, đây là giấy đo quang phổ của chiếc nhẫn đá si chinh chúng ta. Thành phần vàng là 58,9% hả vậy ha. Hơi bị hụt so với vàng hơi bị hụt so với tuổi vàng. Thì cái này em sẽ trừ ra. Căn bản là dư không bắt bù vô, nhưng mà thiếu thì em sẽ trừ ra hả vậy ha. Đó là một cái nguyên tắc và để cho chúng ta có thể gần nhau hơn và đi xa hơn. Rồi ok, chiếc nhẫn này cho qua. Thấy không quý vị, thấy không? Em chuẩn bị em lên video cái là hạ không có chuẩn bị gì hết. Lên rất là tự nhiên và thoải mái. Có lỗi là nhận lỗi. Có thiếu là bù vô. Có dư chắc mai em tính lại quá. Chứ như vậy chết nhỏ dưới ghe rồi. Tiêu kim hoàng của anh em. Rồi, kế đến là chúng ta còn hai món sữa hả vậy ha. À không, chúng ta còn ba đơn nữa. Đây, đây là giấy phủ quan. Khoan đã, để em chụp hình cái chiếc nhẫn kia đã. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta đến với một cái chiếc nhẫn vàng 14K. Và như quý vị thấy thì đá chủ của chúng ta là một cái viên Zircon hả quý vị ha, khá là sắc sảo luôn. Và chiếc nhẫn này thì theo yêu cầu của khách là chúng ta sẽ cho chạm hai cái hình rồng hả quý vị ha, hướng về viên đá như quý vị thấy đây. Và rồng bên chúng ta thì như quý vị thấy nè, đó, rồng của châu Á hả quý vị ha. Rồng của châu Á khá là sang trọng, khá là cá tính luôn. Đó. Không có cải lương hả quý vị ha. Rồng của chúng ta khá là sang trọng và cá tính luôn, không có cải lương luôn. Nó cứ như là một cái chữ thư pháp hả quý vị ha. Và đá thì như quý vị thấy khá là rực. Trời ơi. Ta nói nó đẹp. Rồi, và đây là giấy vàng của chiếc nhẫn của chúng ta đây quý vị ạ. Thành phần vàng là 58,82%. Vàng của chúng ta là 14,12 hả quý vị ha. Hồi nãy là chúng ta hiểu là 0.06 đúng không quý vị? 0.06. Ở đây chúng ta dư tới 12 luôn nè quý vị, thấy không? Tội nghiệp em mình dư không? Rồi, chúng ta qua mã số này là 014. Chúng ta qua đến sản phẩm khác quý vị nha. Còn hai cái sản phẩm nữa là hai cái hàng này, hai hàng sữa quý vị ạ. Vâng, chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ cái anh Hiếu mà đã chốt hai viên đá, à không, chốt một cái viên tinh thể và sau đó là mài ra thành hai viên đá, cho anh một viên và cho con anh một viên. Và vừa rồi thì anh không biết là va chạm như thế nào,
và mẻ một cạnh của viên đá hả quý vị ha, do cái va chạm lực tác động như thế nào em không biết, nhưng mà bị mẻ ở một phần ngay chấu. Thì căn bản là quý vị thấy kiến cường lực thì khi mà chúng ta đập trực diện vào mặt thì nó không bể, nhưng mà đập vào cạnh thì nó sẽ xé ra. Đá nó cũng như thế quý vị à, độ giòn và độ cứng của nó tuyệt vời cỡ nào thì cứng, nhưng mà nó cũng có cái độ giòn hả quý vị ha, nên khi mà chúng ta quất vào cạnh này mà những cái lực mà quá cỡ thì nó sẽ tét ra. Và như LNG cũng đã nói thì đá sẽ được bảo dưỡng trọn đời. Và em đã cho mài lại cái viên đá Tourmaline của anh, cũng không kém phần rực lửa ha. Và dọn lại cho anh cái chiếc nhẫn khá là xinh. Chiếc nhẫn này thì đã làm trước đó rồi quý vị ạ. Quý vị chịu khó coi những video trước thì sẽ thấy chiếc nhẫn này với cái hộp đá bự hơn. Nhưng mà bây giờ là em chỉnh sửa lại hả quý vị ha, làm sao cho viên đá nó phù hợp đây. Đó, khá là tuyệt vời và thú vị hả quý vị ha. Đến với em thì quý vị không lo, vì cái viên đá mà quý vị sở hữu nó sẽ không rơi về giá trị không bất cứ lúc nào hết vậy ha. Rồi em đi qua đến với những cái sản phẩm khác ạ. Vâng, chưa. Anh Hiếu ơi, cái chiếc nhẫn của anh sửa thay đá nè, anh còn nhớ viên Tourmaline của anh chứ? Đó, bây giờ Kim Hoàng người ta hàng thêm vàng, đắp thêm vàng, tại vì cái căn bản là anh sẽ thấy là cái viên đá nó sẽ nhỏ hơn với cái ổ một tí, và họ đắp thêm vàng, họ lấy em 500k nha anh nha. Cái này là phải tính anh á, chứ cái này tính em là xong luôn, đá không có lời luôn. Rồi chúng ta qua còn gì nữa đây, trời, cái gì mà sao 500k suốt vậy trời, đồ sửa 500k 5 món đó quý vị thấy không. LNG đi đường dài lắm quý vị, ngay cả việc mà bảo dưỡng nè, từ đá cho đến vàng, mỗi lần sửa là lòi tiền ra quý vị ơi. Đó, nhưng mà LNG rất vui vì quý vị đã quan tâm và đã đặt niềm tin cũng như là ủng hộ LNG ha. Để coi sửa mấy món gì ta. À, của bạn Huyền Nguyễn. Cái này là của bạn Huyền Nguyễn, chiếc nhẫn của bạn ấy bị rớt hột tấm. Và trong quá trình đặt đá rồi này nọ làm vàng rồi bên LNG thì bạn ấy có gửi là chiếc nhẫn này bạn ấy mua ở ngoài ha quý vị ha, mua bên ngoài và nhờ bên LNG đính lại dùm cái hộp, và bên LNG cũng đã đính rồi hả quý vị ha. Cá heo mới chịu nha quý vị. Rồi ok, một món. Lấy giấy quay lại. Bên em là làm cái gì cũng vậy á, phải kỹ. Vâng, thì như quý vị đã thấy những cái sản phẩm đá thiên nhiên lên trang sức cao cấp để vận dụng phong thủy, thì ở cái video này thì em nói ngắn gọn là khi mà chúng ta vận dụng phong thủy thì đồng nghĩa với lại chúng ta tìm đến may mắn, và hầu như là không có cái cửa hàng nào mà treo cái bảng là ở đây tôi bán may mắn cả. Như quý vị cũng biết rằng là hạnh phúc của chúng ta, sức khỏe của chúng ta và niềm vui của chúng ta cũng như là tài lộc của chúng ta thì nó gói gọn trong hai chữ may mắn. Vì không có hai cái chữ đó thì chúng ta không làm được gì cả. Bởi vì cuộc sống mà màu trắng và màu đen thì phong thủy cũng như vậy. Có xui rủi thì có may mắn. Thì cái cách mà LNG hỗ trợ về phong thủy là nhắm nhầm vào mục đích tăng may mắn và giảm xui rủi hơn vậy ha. Vì chúng ta dù có làm gì đi nữa cũng không thể mà vượt qua cái vận mệnh, thì ở đây nó chỉ là một cái sự hỗ trợ tốt và tuyệt vời nhất đến quý vị. Và LNG cũng đã từng trải nghiệm từng ấy năm, thì quý anh chị mà đã đặt niềm tin ở LNG và cũng đã sở hữu những cái món trang sức, thì nếu như mà để ý thì sẽ cảm nhận được rằng là những cái may mắn xung quanh. Và đôi khi là các anh chị không bao giờ mà chúc 1, 2, 3 hoặc 4 món, lúc nào cũng 5, 6, 7, 8, 9, 10, thậm chí là 10 mấy món hả quý vị ha. Thì ở đây LNG muốn chia sẻ với quý vị rằng là đến với trang sức đá phong thủy LNG, ngoài việc cạnh tranh về giá, cạnh tranh về chất lượng, thì LNG còn cạnh tranh về trách nhiệm. Đá và trang sức đều được bảo dưỡng trọn đời hả quý vị ha. Thành ra là có vấn đề gì giữa đá và trang sức ở LNG thì quý vị vui lòng cho LNG được phép vụ và hỗ trợ hết quý vị ha. Vì điều đó là niềm vinh hạnh và là niềm vui của LNG.
Rồi thì em thì xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị ở video khác với video sau với những cái món trang sức cũng như là những cái viên đá và những cái kiến thức rất là hữu ích và rất là chính xác, chuẩn xác ha, để chúng ta có thể hiểu và trau dồi thêm cho mình. Rồi thì em thì xin chào quý vị nhé.